sách sáng tế ký chương 40 quan trước tử và quan hỏa đầu của ai cập sau đó một thời gian quan trước tử và quan hỏa đầu ai cập xúc phạm đến nhà vua vua giận hai ông quan này và tống giam vào ngục trong nhà của sĩ quan chỉ huy ngự lâm quân cùng một chỗ giam joseph hai quan bị giam lâu ngày trong ngục và chỉ huy trưởng ngự lâm quân cắt joseph phục vụ hai quan một đêm quan trước tửu và quan hòa đầu đều nằm mộng giấc mộng của mỗi người có ý nghĩa khác nhau sáng hôm sau joseph vào thấy hai quan đều buồn bã chàng hỏi hai quan chức của pharaoh đang bị giam với mình trong nhà chủ mình Tại sao hôm nay sắc mặt của hai quan buồn như thế? Hai quan trả lời: Chúng tôi đều nằm mộng, nhưng không có ai giải thích giấc mộng đó. Joseph thưa: Không phải việc giải mộng thuộc về đức chúa trời sao? Xin hai quan thuật cho tôi nghe các giấc mộng đó. Quan trước tiểu thuật giấc mộng mình cho Joseph như sau. Trong giấc mộng tôi thấy trước mặt có một dây nho, trên cây nho có ba cành, vừa khi cây nho nứt đọt chỗ hoa thì các chùm nho cũng chín. Tôi đang cầm chén của Pharaoh trong tay, tôi hái nho, vắt nước vào chén của Pharaoh và dâng vào tay nhà vua. Joseph đáp: "Đây là ý nghĩa của giấc mộng đó. Ba cành nho nghĩa là ba ngày sau trong ba ngày nữa nhà vua sẽ phóng thích và phục chức cho quan quan sẽ dâng rượu cho nhà vua như quan đã làm ngày trước khi còn giữ chức chức tửu nhưng xin quan nhớ đến tôi khi quan gặp mọi việc hanh thông và làm ơn tô với pharaoh sự tình của tôi và đem tôi ra khỏi ngục tù này vì tôi đã bị bắt cóc đem ra khỏi đất của người do thái và ngay tại ai cập đây tôi cũng chẳng làm điều gì đáng bị bỏ tù cả quan hòa đầu thấy joseph giải mộng tốt liền bảo joseph ta cũng có một giấc mơ trên đầu ta đội ba giỏ bánh mì trong giỏ trên hết có đủ các thứ bánh làm cho nhà vua nhưng đàn chim trời đến ăn các bánh đó trong giỏ trên đầu tôi joseph đáp đây là ý nghĩa giấc mộng đó ba cái giỏ chỉ về ba ngày trong ba ngày nữa pharaoh sẽ đem quan ra nhưng lại treo cổ quan trên cây đàn chim trời sẽ ăn rỉa thịt quan ba ngày sau đến sinh nhật của pharaoh nhà vua thiết tiệc đãi cả quần thần vua đem quan trước tiểu và quan hòa đầu ra trước mặt cả triều đình vua phục chức cho quan trước tiểu để quan lại dâng rượu vào tay pharaon nhưng vua treo cổ quan hỏa đầu đúng như joseph đã nói với họ trong khi giải mộng quan chức tử không nhớ đến joseph nhưng quên hẳn chàng đi